Các tiểu tam của giới hoa ngữ, Ngô Ỷ Lợi bị người tình không nhận con, Dương Cung Như bị xấu hổ trước bạn dân thiên hạ. Ngô Ỷ Lợi. Bên cạnh danh hiệu quán quân cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, Ngô Ỷ Lợi còn được biết đến với lịch sử tình trường vô cùng phong phú khi 3 lần làm tiểu tam, chen chân vào cuộc tình người khác. Đáng chú ý nhất phải kể đến cuộc tình giữa cô với siêu sao võ thuật Thành Long. Khi Ngô Ỷ Lợi gặp được Thành Long là lúc ông đã có vợ và con trai, nhưng hai người nhất quyết đến bên nhau, thậm chí có với nhau một người con riêng. Niềm vui qua đi, Thành Long vẫn chọn quay về bên cạnh người vợ hiện tại của mình, cắt đứt qua lại với Ngô Ỷ Lợi, cũng như từ chối thừa nhận sự có mặt của cô con gái ngoài giá thú này. Đến nay, Ngô Ỷ Lợi vẫn một mình nuôi con, còn con gái thì lại ngày càng phản nghịch, không những có lối sống không lành mạnh, mà còn cãi lời mẹ. Quang Chi Lâm. Quang Chi Lâm là sao nữ nổi tiếng Hồng Kông, cũng có lịch sử tình trường rất phong phú. Nổi tiếng nhất phải kể đến đoạn tình làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân giữa đại gia xứ Cảng Thơm, Mã Thanh Vĩ và Trần Mỹ Kỳ. Được biết, năm đó khi Trần Mỹ Kỳ mang thai, Quang Chi Lâm đã gọi điện chọc tức, khiến chính thất của vị đại gia này suy sụp, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe. Danh tiếng của Quang Chi Lâm cũng bị hủy hoại một cách nhanh chóng. Hiện nay, Quang Chi Lâm đã chia tay với Mã Thanh Vĩ. Trần Mỹ Kỳ cũng đã ly hôn chồng, gả cho một người Mỹ gốc Hoa. Sau khi sảy thai, Trần Mỹ Kỳ không thể sinh con được nữa, nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn rất hạnh phúc, còn Quang Chi Lâm thì vẫn độc thân tới giờ. Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền tuy được mệnh danh là ngọc nữ thanh khiết đơn thuần, nhưng bà cũng từng có kinh nghiệm làm trà xanh. Trong quá trình quay Thiện Nữ U Hồn 2, đại gia Lâm Kiến Nhạc si mê Vương Tổ Hiền nên theo đuổi quyết liệt. Lâm Kiến Nhạc khi đó đã kết hôn, còn Vương Tổ Hiền cũng đã có bạn trai Tề Tần. Được biết, Vương Tổ Hiền đã từ chối Lâm Kiến Nhạc 3 năm trời, thế nhưng sau nhiều biến cố thì cô vẫn về bên chàng. Tuy Lâm Kiến Nhạc đã ly hôn, nhưng Vương Tổ Hiền vẫn trở thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác trong miệng người đời. Có điều cảnh đẹp chẳng bao giờ dài lâu, bi kịch nói tiếp bi kịch. Lâm Kiến Nhạc nhanh chóng có người tình mới, vứt bỏ Vương Tổ Hiền. Về sau, Vương Tổ Hiền tái hợp với Tề Tần, hai người còn đi xem phòng cưới, chuẩn bị kết hôn, nhưng vẫn không tu thành chánh quả. Sau những tổn thương tình cảm, Vương Tổ Hiền rút lui khỏi giới, di dân sang Canada và vẫn độc thân ở tuổi 54. Dương Cung Như. Hoa hậu Hồng Kông Dương Cung Như cũng vô phương cứu chữa trên con đường trở thành tiểu tam. Sau khi dính tin đồn làm trà xanh chen chân vào cuộc tình giữa Trịnh Y Kiện và Thiệu Mỹ Kỳ, Dương Cung Như tiếp tục phát huy sở trường khi có mối quan hệ bất chính với đại gia Chu Chính Nghị. Tuy nhiên, bạn gái của Chu Chính Nghị không phải người hiền lành gì, tặng Dương Cung Như một bài học ngay tại nhà hàng trước mặt bàn dân thiên hạ. Danh tiếng của Dương Cung Như cũng bị hủy hoại từ đó. Vốn tưởng khi sóng gió qua đi, Dương Cung Như có thể tìm được mùa xuân thứ hai của đời mình khi gặp được Giản Tuấn Kiệt. Ai ngờ đâu người đàn ông này đã có bạn gái trước khi quen Dương Cung Như, vô tình biến cô trở thành tiểu tam lần nữa. Cuộc sống của Dương Cung Như giờ đây không khác người bình thường là mấy. Đa phần làm tiểu tam không bao giờ có cái kết đẹp. Đàn ông hay vui qua đường, nhưng họ hiếm khi từ bỏ vợ con để theo trà xanh. Niềm vui qua đi thì người thiệt thòi bao giờ cũng là người phụ nữ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Yeah.